Ê, đi trên chợ chiều 30 Tết không? Xong quấy chưa? Xong rồi, giờ đi quấy xong đấy chưa? Mẹ không mũ. Công an nó bắt chết đấy. Tầm này cần đeo mũ. Tầm này công an không bắt đâu rồi. Đi đi đi. Cần đeo mũ. Tầm này công an không bắt đâu rồi. Đi đi. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô Thắm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười, thề hẹn làm chi